thì các bạn phải quay lại cái fanpage, đúng không ạ? Cái fanpage của lớp mình á đang dùng là cái fanpage nào. Ta vào cái file này ta nhìn là ta thấy cái tên của fanpage, tên là RNF demo, đúng không? Cái này là RNF demo. Các bạn truy cập vào bảng điều khiển, rồi chờ xíu nha, màn hơi chậm xíu. Ui giời, sao chậm thế? Đây, các bạn vào cái RNF demo. Xong các bạn vào database. Đây. Đây, đây là cấu trúc cái dữ liệu của ta. Được chưa? Cấu trúc dữ liệu của ta. Cấu trúc dữ liệu thì có user, trong user thì có nhiều cái record. À, mỗi cái object này nè, cái này là key và cái này là hai cái đối tượng, hai cái trường dữ liệu. Đúng không ạ? Thì cái này là các bạn khi truy xuất để muốn móc hết toàn bộ dữ liệu này ra thì các bạn truy xuất vào cái reference user này. Reference này. Thì trong fanpage đầu tiên á, em muốn muốn add được fanpage thì đầu tiên các bạn là cài đặt cái React Native Fanpage app ha, AP, cái chữ này thay bằng chữ AP. Cấu hình xong, có cách cấu hình nhá, các bạn phải cấu hình được. Cấu hình xong thì các bạn vào cái cách cấu hình thì cô có hướng dẫn rồi. Đúng không? Long hả? Ok, chờ tí nha Long. Điểm danh không quên. Long. Thành Long điểm danh rồi. Có khi nãy. Khi nãy sao điểm danh Thành Long ta? Hay vậy. Rồi ok, điểm danh rồi Long. Rồi tiếp nha. Các bạn sau để các bạn sẽ cài đặt anh này vào. Nó có phải cấu hình app xong đã. Trong cấu hình app á thì nó sẽ nằm ở đây. Các bạn vào cái link này. Đó. Các bạn cấu hình cái app thì ở đây cái phần này là các bạn gì đấy. Các bạn tạo ra cái key để các bạn cấu hình ta add cái app của Android vào. Để lấy được cái file google.json, Google Service. Đó, ta lấy được cái Google. Cái này giống như Android, bạn nào Android làm rồi, làm ok thì cái này làm y như vậy. Sau khi cấu hình xong, cái này là tên của package. Cái này là cái mã SHA. Sau các bạn lấy được file json, Google Service.json, các bạn add nó vào cái app. Đó. Đấy, xong các bạn config thêm mấy cái này nữa là xong. Có hai dòng là xong. Được chưa? Đó. Ok. Rồi. Thì bây giờ bạn hỏi cô là giải thích create user. Thì create user như này. Cô tạo một cái method, cái phương thức là đọc dữ liệu. Đúng không ạ? Đọc dữ liệu. Cái method này cô để đây. Dữ liệu đọc ra được cô sẽ để ở trên cái data user. Còn cái này là để các cái thuộc tính. Các thuộc tính mà tôi set state để tí nữa ta thao tác cho dễ thôi. Cái này giống như các cái biến trung gian. Thì còn cập nhật cái biến đấy cho nó dễ. Đúng không ạ? Thì create user đầu tiên là cô sẽ tạo database thì nó có sẵn đến này. Cô add đến này rồi. React database rồi. Đúng không ạ? Reference tham chiếu tới cái node user. Nó gọi là các cái node hay là node á. Các cái node user. Sau đấy cô sẽ đổ dữ liệu lên snapshot và cô lấy nó ra.
ép cái snapshot value này thành cái entry. Đấy, và dữ liệu này nó trả về cái định dạng này, tức là cái object entry nó sẽ trả về cái định dạng này. Đây, nó trả về định dạng này chưa, trả về cái định dạng này, user data. Được chưa? User data. Đấy, khi nãy cô mô tả, em vô sau thì em không rõ cô mô tả cho các bạn rồi. Sau cái đấy là các bạn lấy nó ra thôi, ta đổ lên cái data user. Được chưa? Còn cái này là cô chỉ lock lại thôi, lock lại để cho các bạn rõ thôi, cái này không có ý nghĩa ha. Cái code mà ta lấy dữ liệu là code này, tôi lấy xong tôi gán vào cho data user. Thì ở dưới này ta dùng cái flatlib để ta đọc nó, flatlib ta đọc nó. Thì cái này là gì ạ? Tôi đọc duyệt là data này, lấy từ data user này, random item á, thì item, mỗi item của nó thì tôi sẽ set lại, khi tôi làm tôi set cái state lại là name bằng cái này, name bằng cái này này đó. Và hiển thị thì đây, khi tôi click chuột thì tôi set dữ liệu vào và tôi hiển thị dữ liệu đây là item 1, name, item 1, name, age đó. Tức là tôi lấy cái dữ liệu đây ra, lấy dữ liệu đây ra. Đấy, khi nãy còn hướng dẫn mà không ghi lại chưa, được chưa không? Ok, ổn chưa? Rồi, add file cho em cái link đó được không ạ? Add file bay đọc cô. Ok, ok, link này đúng không? Ok chưa? Rồi, bây giờ cô hướng dẫn, hướng dẫn là cái gì đấy? Đây, đây hướng dẫn login Facebook. Ok, hướng dẫn login Facebook. Thì bước 1 là các bạn phải cấu hình. Các bạn phải vào đây, vào đây. Các bạn chọn cho cô là cái phần là authentication. Đây, module này. Các bạn click vào authentication. Ok, click vào authentication xong, các bạn xem nè. Quick start. Okay, ta bắt đầu nhé. Quick start. Thì có nhiều cái authent vào cái Facebook lắm, rất nhiều, rất nhiều luôn. Bây giờ các bạn đầu tiên là bạn cài đặt là Facebook authentication, thì ta sẽ cài đặt như sau. Để cài đặt ok thì các bạn tốt nhất các bạn đóng đi, đóng cái này lại, đúng không ạ? Để cài nó khỏi bị lỗi, tức là tránh trường hợp là ghi file nó bị lỗi. Khi cài đặt là nó sẽ install, nó ghi file ha. Đấy, tránh trường hợp nó bị lỗi. Thì ở đây là các bạn cài, copy anh này vào đó. Đấy, để gian add cũng được, hoặc là bạn nào các bạn để cái npm instant chưa save cũng được, đúng không ạ? Cài đó nha. Ok, cài cái authent này vào, chờ xíu ha, cài cái authent này vào. Nếu là iOS thì dùng câu lệnh này, được chưa? Đấy, và các bạn sau này các bạn dùng là dùng import cái authent này vào. Ok, đây, dùng đây, các bạn thấy là như này. Sau này các bạn dùng thì các bạn có thể dùng nhiều cái, có nhiều cái nha. Đấy là authenticate chain, đúng không? Lấy cái trạng thái app. Đấy, có thể là authenticate chain này, trạng thái khi các bạn đăng nhập thay đổi này, thì set lại user này, vân vân này. Đúng không? User effect này. Rồi là rồi okay, nhiều nhiều cái phương thức để các bạn tương tác với cái việc authent. Tuy nhiên bây giờ các bạn xem là chúng ta sẽ làm việc
muốn mà ta sử dụng được các phương thức như thế này thì đầu tiên ta sẽ làm việc với từng cái đối tượng như nào. Ở đây có hai cái authent là social nè, phone nè. Cái file Facebook của ta sẽ là social authent thì ta sẽ click vào social. Ok, click vào social authent. Social. Ok, social authent. Đây ví dụ Apple. Okay. Facebook đây. Ta làm Facebook thì nó đây. Vậy để các bạn làm được anh này thì ta phải cài đặt anh này thôi. Đúng không? React Native. Đấy, cài thêm cái anh này nữa. SDK vào. Facebook SDK vào. Cài đặt anh này vào. À, và phải cấu hình. Tất nhiên là đây. Đây. Các bạn phải in cài đặt cái này, thư viện này vào và thêm cái Facebook Project ID và Android vào cái Android Project hoặc là iOS Project. À, nó có cái hướng dẫn đây, Quick Start có cái hướng dẫn cho các bạn đây. Đấy, Developer Facebook Quick Start nó có đây. Đấy, ok. Developer. Login. Đấy. Rồi. Thì bây giờ ta cài cái này xong thì ta phải cấu hình thôi các bạn nhé. À, cài cái này xong thì ta phải cấu hình thôi. Thì cấu hình cái gì thì chờ xíu ha. Cô sẽ cái này vì là cô dùng cái Facebook là một cái Facebook khác. Thì là cô sẽ cái Facebook bên này. Được chưa? À. Cô tắt bớt đi ha. Tôi copy cái đường dẫn này qua đây. Đây. Developer. Ok. Copy đường dẫn qua đây ha. Enter. Đây. Hoặc là các bạn đã học Android rồi, nâng cao rồi, add Facebook rồi á thì các bạn có thể vào đây nè. Đấy nha, có thể tạo ứng dụng đây. Hoặc là các bạn vào cái trang này mà lần trước cô share cho các bạn. Đây. Cái Android nâng cao á. Trong Android nâng cao mà cô share các bạn cái Facebook. Facebook nè. Okay. Được chưa? Đấy. Nhớ cái này không? Đấy, ta copy vào đây. Truy cập địa chỉ này. Được luôn ha. Ta làm đúng cái này cho cô. Cấu hình 100% giống, không khác một cái gì hết trơn. Thay vì cái Quick Start này, các bạn vào cái này. Vào trực tiếp cái này luôn. Ok. Đây. Được chưa? Cái trang này là cô share rồi. Các bạn học Android nâng cao các bạn có rồi. Ok. Thấy không? Rồi chờ xíu. Chờ xíu nha. Đây là cấu hình Facebook ha. À, ta coi cô cài đến đâu rồi. Đó, cái này là cài thành công. Rồi ta cài tiếp để anh này. Ta sẽ cài, tôi tắt cái này đi nhé. Cô cài tiếp cái anh này. React Native này. Đó, Facebook SDK. Cái này phải cài nhé các bạn. À, muốn dùng cái thư viện của nó thì phải cài. Có nhiều cách lắm, nhưng mà cái thư viện này nó vô cùng hữu ích ha. Đây, cài thêm. Cũng là NPM. À, bây giờ các bạn cài thêm anh này cho cô. React Native. Ok, cài thêm anh này. Đó. Ok. Chờ xíu. Rồi, trong khi cài này thì ta xem ta cấu hình nè. Cấu hình Android nha.
Đây. Cấu hình nào. Đầu tiên là các bạn tạo ra một cái project, hoặc là lấy luôn cái project của chúng ta ở trên này. Ok. Tôi tạo nha. Khi các bạn tạo mới thì nó sẽ sinh ra một cái key. Tại sao tôi cho các bạn cái link này mà không phải link cũ? Bởi vì khi các bạn tạo key ở đây, tạo project tạo key ở đây, thì những cái cấu hình dưới này này sẽ add key luôn vô cho các bạn, add sẵn key cho các bạn. À, cô lấy ví dụ nhé, khi này cái này là 673 đúng không? Cô là tạo này, cái mới là new này. Tên hiển thị lớp chúng ta là LT14303, Facebook, Firebase, React Native, Firebase, React Native, RNF, React Native, Firebase, Demo. Đấy, cô nhớ cái tên của ta đặt lên như vậy. Email liên hệ này ta tạo ứng dụng nè. Đây. À, nó hỏi tôi có phải robot không? Phần này traffic line này giờ em. Tôi không phải robot mà nó không biết trời. Rồi gửi. Ok. ID của ta là 3599 nha. Các bạn thấy dưới này nè, nó sẽ cập nhật lại cái ID của các bạn là 3599. Thấy không? Cập nhật lại, các bạn đỡ phải copy, đỡ phải phải điền vào. Hiểu không ạ? Đấy. Tạo app này xong. À, các bạn khỏi tải SDK, vì ta sẽ add vào ở trong cái trong này đã install rồi, và trong cái Android ta đã install nó rồi. Đấy, trong cái các bạn mở nhá. App GrayScript Build, cái này là ở cái dự án, cái này là project, thì các bạn mở ở đây. Các bạn mở Android. Ồ, cái này cũng cài xong luôn rồi ha. Ok. Cài xong rồi, để đó đã. Để đó đã. Rồi các bạn vào đây nhá. Các bạn vào Android này. Cái build gray ở trên Android, build gray ở trong Android. Build gray. Các bạn add cái recenter, add rồi. Add cái recenter có rồi. Đó. Rồi, trong cái module thì ta add cái implement này vào. À, gọi sao chép đây này, sao chép. Sao chép mã đúng không? Thì ta add vào trong app, có cái view gray cũng có một cái đây. À, ta add vào implement. Đây. Ok. Được chưa? Cái này dành cho Facebook. Rồi ta còn cái gì nữa? Chỉnh sửa tài nguyên, tệp kê khai. Thì cái này nó dịch tiếng Việt kỳ quá. Rồi vào cái string XML, copy anh này vào. Tôi có sao chép nè. Đã sao chép mã nha. Vào cái string nè. src main res value string. Rồi copy cái chuỗi để vào. Ok. Đấy, copy cái chuỗi này vào. Rồi xong làm gì nữa? Mở cái Android manifest. Mở cái Android manifest anh này. Rồi copy. Internet có rồi. Đúng không? Internet có rồi. Copy anh này vào. Internet rồi. Copy là metadata này, sẽ copy phía dưới chúng trong cái app sao chép nha. Các bạn mở cái application nè, ở trên cái activity main này nè, các bạn copy nó xuống. Ok, enter, các bạn dễ nhìn nha. Đây, activity. Rồi cái key, enter. Đó, kết thúc activity. Intent filter.
chưa? Sân. Đây copy cái đoạn code này vào. Sẽ có một dòng vậy mà nó quá trời quá đất. Ok. Intent filter. Ok. Được chưa? Đấy, ta copy một mớ này vào. Được chưa? Ở trong đó thì các bạn khai báo cái app ID này. Đúng không? Rồi app name này. Rồi các cái intent khác này. Beautiful Pro Scammer. Ok. Còn cái main của ta là anh này. Được chưa? Rồi, xong còn gì nữa không? Ta coi nha, nó cấu hình nè. Rồi, liên kết gói và lớp mặc định của ứng dụng. À, cái package. Thì package thì các bạn cũng vào cái anh. Đây là cái package của nó. Đây, gói package. Đó. Và cái này là chấm main activity. Là cái trang tay chạy đúng không? À không, trang tay chạy. À đúng rồi, cái main activity. Okay, lưu. Lưu lại nhé. Đấy, nó bảo lỗi về tên gói. Cái này là do cái Google ha, cái cơ chế của Google. Ok nó. Ok, xong. Rồi cung cấp khóa. Khi nãy là chỗ bạn gì nhỉ? Bạn đạt nó cái khóa này. Khóa này thì các bạn phải lấy cái mã hashkey của Android. À, xong các bạn mới đưa vào cái Facebook. À, tuy nhiên nếu bạn nào mà dùng Windows mà dùng cái key này á là các bạn sẽ khó làm ra lắm. Nó lỗi. Các bạn phải chạy cái này nè. Xong các bạn có phải open SSL nè. Đáo cái này về cài nè. Được chưa? À thì cái này nó không có ra. Thì chỉ cho các bạn một cách khác. Chỉ cho các bạn một cách khác là các bạn vào cái đây. Vào cái này các bạn coi nè. Đấy, từ nãy giờ làm giống rồi ha. Các bạn chỉ cách khác lấy cái khóa. Copy xong rồi. Đấy, nó một là các bạn gõ sai khóa, nó tự sinh cái khóa. Tự sinh khóa. À, hai là các bạn gõ dòng lệnh ở trên cái Android để sinh cái khóa. Để sinh cái khóa. Đó. Tức là các bạn làm một khóa chạy xong khóa nó bị lỗi thì nó sẽ báo đây. Các bạn copy ngược lại hoặc là dùng cái code này để lấy khóa ở trong Android. Thì bữa cô cũng lấy khóa rồi, giống như bạn gì nhỉ? Bạn Đạt nói là bạn Đạt bạn lấy khóa rồi. Thì cô lấy khóa rồi. Đấy nha. Cô vào một cái ứng dụng khác, nó khóa nó trùng giống nhau. Thành ra là các bạn đấy, các bạn thấy là cô đã có khóa mất tiêu. Nó giống nhau cho nên các bạn có thể lấy khóa ở chỗ khác. Đây. Copy khóa này. Giống nhau các bạn. Đấy. Tại vì cùng một machine mà. Chết cha. Lỗi. Chị. Copy được chưa? Ctrl C. Được không ta? Ctrl V. Để nó cùng khóa à? V. Không được. Không copy. Đây. Lấy. À cái thằng quỷ này. À vừa cô lấy cái khóa nó nằm đâu nhỉ? Ai da, cái khóa sách adapter. À, vừa sau đấy ghép gì đấy. Giờ mình lấy cái khóa. Cái lấy cái khóa. Không lẽ chạy lại cái kia. Ok. V Q B U. Cái gì kì? V Q B U.
BU9E88 QPG B. Ê chà, đừng có nói tôi gõ mà cái này chứ. Xóa cái coi. Ctrl Z. Đừng có xếp nha, xếp nó mất. Ê chà. Ê, lớp của ta đâu rồi? Lớp của ta đâu rồi? Khi nãy vừa tạo ha. Đây à, lớp là LT đây 143 LT 153 demo. Mất sự kia của tôi. À sao có tay nhỉ? Cái này là chữ L chữ Y ta? B Y giống chữ L quá à. L CV GI chắc tôi chết rồi. GI Y dài WN 35 CO. Sao con copy vậy cô? Copy không được. Copy không được. Chứ copy được từ nãy giờ có copy mất tiêu rồi. Có ông nào chỉ tôi cách copy coi. Tôi copy nó không ra chứ. Muốn copy làm cho nó chính xác chứ. Thả ra nó mất, mới click chuột phải nè. Click đúc nó không ra nè. Không copy được. UE sẽ G bằng. Chắc tôi chết. UE UE sẽ G. Chưa, làm được mà cô. Hả? Copy được mà cô. Copy như nào? Ctrl C cô à? Không được. Ctrl C bằng cách nào? Thử được mà. Không được mà. Không được. Bôi đen hả? Bôi đen dạ, hả? Bôi đen. Bôi đen cái nó nhả ra nè. Con chuột bôi cái nó nhả nè. Đè chuột luôn cô ơi. Hả? Đè chuột luôn hả? Ctrl C coi. Trời ơi. Ừ được rồi. Trời ơi trời. Mà tôi gõ cũng đúng chứ bộ. Ui giời ơi. Copy từ nãy giờ. Đuối. Ctrl V save. Chưa? Đấy. Rồi cái này bật đăng nhập nè. Enable nó lên cho cô. Save. Lưu lại ha, lưu lại một cái này nè. Rồi. Thêm nút đăng nhập Facebook vào. À cái này ta không thêm, ok. Cái này là của Android ha. Rồi mấy cái này của Android kệ nó. Được chưa? Đăng ký gọi lại callback cái này của Android từ từ. Ta sẽ làm kiểu khác ha. Được chưa? Xong. Đấy, là ta đã cấu hình xong rồi. Ok. Cấu hình xong rồi thì bây giờ các bạn add ngược lại. Rồi các bạn add ngược lại một chút xíu vào Facebook. Facebook. Đây các bạn muốn nó kết nối với Facebook. Thì các bạn add ngược lại vào Facebook. Đây.
vào authentication. Các bạn vào sign method. Đó, các bạn muốn tương tác cái nào các bạn enable cái này lên, ví dụ cái này Facebook các bạn enable nó lên. Đầu tiên chỗ này các bạn enable nó lên. App ID và app secret các bạn add nó vào. Thì add bằng cách nào? Các bạn lại vào vào Facebook, vào dev. Vào đây hoặc là vào đây nè. Click vào đây nè. Các bạn vào developer setting, các bạn control để nó mở ra một cửa sổ khác. Các bạn vào developer setting. Đấy. Các bạn chọn cho cô cái anh này của ta. Đâu rồi? Đâu rồi? Okay. Rồi, ứng dụng của tôi đi. Vào cái này đi, vào trực tiếp đi. Đâu rồi? Cái này từ khi nào? Nó lâu lắm rồi. Có mấy cái là tôi lập từ khi xưa rồi. My sample, mà cái này lâu lắm rồi. Tôi có thể xóa đi. Đây, cái này của ta nè, ta mở nó ra. Ok. Open nó ra. Các bạn mở cái cài đặt để có thông tin cơ bản. Đấy. Thì ở đây các bạn có cái ID ứng dụng này nè. Các bạn lấy cái ID Advocate App ID. Yeah. App Secret này nè. Thì tại vì các bạn đang lập trình ứng dụng mà, cho nên các bạn phải hiển thị nó ra, các bạn cập nhật thôi. Thì cái này thông thường thì các bạn khi lập trình mới làm cái việc này, dành cho các lập trình viên. Đấy. Ok. Cô có cái password. Đấy, cô lấy cái mã này. Ctrl C. Đấy, khóa của ứng dụng. Ok. Xong các bạn lưu lại. Save. Đấy. Ok. Các bạn enable nó lên. Được chưa? Ok. Xong. Đó. Thì các bạn đã cấu hình xong. Cấu hình xong cái Facebook. Được chưa? Bây giờ chúng ta dùng nó như thế nào? Đây, cô đóng hết mấy cái này đi. Ừ. Rồi. Đóng hết cái này ha. Ai chat gì, nhắn gì nói cô nha. Không, cô không có nhìn màn hình, không có biết. La lớn thì không sao hết. Rồi, vào SRC này các bạn tạo cho cô một cái file là login .cs. Cái file này thì các bạn gọi ở ngoài index luôn đi ha. Đấy, login. Ok. Đó. Đây tôi để cái console chấm disable zero book chú. Ok. Rồi, lưu cái này lại, đóng cái này ha. Rồi vào login nào. Thì ta cũng, bây giờ cô làm cái trang login đi ha. Cũng import React. Để copy cho nó nhanh các bạn. Gõ đi gõ lại hoài mấy cái. Import này tầm
Spot. Quá trời. Xóa bớt ha. Anh nào không cần thiết xóa. Save disbound, read user and delete, xóa. Ok. Render view, xóa. Okay. Rồi được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ login. Đăng nhập Facebook. Các bạn quay lại cái hướng dẫn nhá. Quay lại cái hướng dẫn nào. Social Authent. Khi các bạn mà xong hết rồi thì các bạn có thể hỏi cái quyền, xét cái quyền là Facebook permission. Đấy, các bạn có thể tạo cái button. Xong các bạn click chuột thì nó sẽ vào đây. Hoặc là các bạn sẽ dùng Access Token để các bạn có thể lấy được các cái thông tin. Get current Access Token để các bạn lấy cái thông tin của đăng nhập. Đúng không ạ? Đấy, Authent Provider vân. Đó. Tạo cái Criterion Token. Cái này ok rồi. Sign với Credential. Ok. Vậy cô sẽ demo nè. Demo theo cái này nhé. Đầu tiên các bạn import anh này. Import anh này. Vào anh này. Đó. Sau đây các bạn viết một cái hàm. Cái hàm để các bạn đưa này vào. Login with permission. Chưa? Ta viết một cái function. Ví dụ login. Các bạn để ý là tại vì anh này là await thì bắt buộc là anh này phải để trong cái async. Được chưa? Nếu không nó lỗi. Nếu await mà không để trong async là nó lỗi. Okay. Đấy. Cái này ném ra lỗi, hoặc các bạn có thể là nếu mà cái console ném ra lỗi, hoặc các bạn để cái console log chấm log, đúng không ạ? Error như vậy. Login đây là không phải error mà user console người ta hủy, không có log nữa. Lốc lại coi nó lỗi sao. Đấy. Thì cái này login manager nó sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ bật ra một cái gọi là một cái trình để quản trị, để trình để các bạn login, đúng không ạ? Và nó sẽ kiểm tra cái quyền. Rồi, bây giờ cô sẽ viết một cái chúc Apple opacity, đúng không? On press bằng gọi tới cái hàm là div chấm login. Ok. Đó. Đây, trong này là một cái tag, đúng không? Đây là login to Facebook. Ví dụ như vậy. Ok. Tag view to able. Ok. Rồi đủ hết ha. Rồi bây giờ cô chạy lại cái anh này, chạy thử anh này ha. NVX native run Android. Ok. Chờ xíu nhá. Xem những cái gì. Ok. Các bạn có muốn bổ sung thêm các buổi hướng dẫn ngoài cái giờ học không các bạn? Các bạn ơi.
Cô muốn bổ sung các buổi hướng dẫn ngoài ngoài giờ học không? Thì để cô nói bằng hậu bạn đã chưa chờ. Bạn đã mở cái học online giống cái này mà chưa chờ này các bạn. Có không? Lớp im du nhỉ, hình như ngủ hết rồi sao ta? Có ai ngủ không? Nghe. Thì im ắng quá. Tưởng là ngủ hết rồi. Không có ai tương tác ở tôi hết trơn. Nói đi, nói thoải mái mà. Khi nào cô cần giảng thì cô ấy thôi chứ. Khi các bạn hỏi, đặt câu hỏi gì các bạn cứ nói thoải mái. Không vấn đề gì nha. Sao em ru vậy? Em ru vậy trời? Đấy, nó trắng trắng là các bạn cứ enter cho nó xuống. Nó đang chạy á. Đấy. Nó đang chạy ấy. Được chưa? Dạ cô ơi, Ơi. dạ trong cái này tiếp á, mấy chỗ thì có mà sao có cái là mình có cái dấu ngọc ở ngọc nhọn, mà có cái Nhỏ nào? ngọc nhọn chỗ inbox rồi. Đấy hả? Đấy hả? Dạ ở trên, có cái mở, dạ có cái mở ngọc, có cái không mở ngọc rồi. À. Cái mốc nhọn đó là các component hiểu không ạ? Còn cái component này nó thuộc React Native. À, cái này component nó cũng là các cái thành phần của nó cũng thuộc cái React, thuộc cái này cũng các component thuộc cái này. Riêng cái anh React này anh bắt buộc chỉ có mình ảnh là vậy thôi. Cái này các bạn có thể tách thành hai cái, cho cô viết gộp lại thành một nè, biết không? Đấy, import này các bạn có thể tách thành nhiều cái nha, cô gộp lại thành một và cô gộp lại để mà cách nhau bởi dấu phẩy. Được chưa? Hiểu hiểu không? À, tất cả mọi cái component, các thành phần của nó là các bạn đều để trong dấu mốc nhọn hết. Chỉ riêng anh React này để ngoài thôi. Đây. Có mỗi cái này thôi, để ngoài. Đây, lỗi này, thấy lỗi chưa? Đấy, anh quỷ này nó bị lỗi. Lỗi nhưng mà Ừ. Rồi, cái này là có một loại bé Gradle Clean. Gõ sai. Trời ơi, nó cũng chạy nữa. Bó tay. Nó chạy không đúng đâu. vô lý mà Không, nó còn chạy ra nó không đúng đâu. Nó không đạt được kết quả của mình. Fail thế không? Nó chạy nhưng nó không đạt được kết quả, không không giống như mình muốn, là lỗi chỉ nó mất thời gian của mình thôi. Ok. Rồi thoát nó ra.
kia lại. Cố gọi này hay hơn nè. Cô dùng cái này nè. Cô dùng cái Lotion Button. Cái này hay hơn nè. Ủa cô, tại sao cái lúc mà lại ơ lơ xài một mình mà là ơ lơ xài không vậy? Alert xài một mình là cái phương thức, cái phương thức bản thân JavaScript có một cái phương thức alert. Học JavaScript nhớ không? Nhớ Chắc nhớ cô. không? Có đúng là cái alert, cái JavaScript có một phương thức là alert đâu. Thì các bạn sai một lần là các bạn một mình là các bạn sai cái alert một mình. Còn nếu các bạn mất cái này nó là một cái object. Object mà nó là một cái class mới được tạo ra. Alert.alert này là nó có thể viết mở rộng thêm nữa. Các bạn có thể search cái này có cách viết mở rộng cho nó. Nó viết có các cái nút yes, no các thứ bình thường alert bình thường á là có nó có một cái nút ok thôi. Đúng không? Đúng không? Cái nút alert bình thường là nó có một cái nút ok thôi. Nhưng bây giờ các bạn có thể customize, các bạn có thể sửa cái nút ok đấy. Tức là thay vì một nút các bạn có thể để hai nút. Yes or no, tức là làm hay không làm. Thì dùng thêm alert.alert này. Đây. Dùng thêm anh này. Đấy. Đây các bạn có thể dùng cái login button rồi. Đây. C nha. Đây đây cũng một cách viết của login button này. Chạy chưa? Sao lâu như vậy? Chưa xong. Enter này. Nó xuống. Enter. Chẳng qua. Nó đang chạy đấy. Có đấy, đây có demo này thôi, có cách hay hơn. Chín. Lâu quá. Nghỉ giải lao uống cà phê xíu. Ok, đâu đâu 199 à. Ủa cô, mấy cái cạnh bên cái corner of vô đâu đâu đẹp vậy cô? Hả? Mấy cái cạnh bên cái corner của Bên bên trái này hả? mấy cái cạnh đó cô im bọt chưa cô? Đâu có, nó có cái extension á. cái nào cô? Cài thêm extension á. Dạ chạy rồi nha. Dạ dạ Extension. Đây. Đâu. Cái extension là code format tool.
Thì như V code ai VS code ai cần á. Thử sợ cái này Dạ cảm nhá. ơn luôn. Hả? Dạ. Rồi sợ cái này nhá. Được chưa? Chạy nào. Done. Đấy, nó còn chưa chạy xong. Enter các bạn thấy nó không ra chỗ này các bạn enter nhé. Tức là cái này chạy thành công rồi đấy. Thì cái này nó chưa hiển thị gì cả thì cứ enter nó. Được chưa? Ok, xong chưa ở đây? Login to Facebook nè, các bạn click chuột nè. Đấy, nó mở cái Facebook Manager, nó mở ra cái này. Các bạn thấy nó giống như Android. Nó giống như Android. À. Ok. Tiếp tục nè. Đấy. Đó. À thì cái này chưa hay, cái này hay hơn nè, cái này hay hơn nè. Cô thay cái này đi, cô thay anh này đi, cô để anh này nè. Đâu rồi, cái này cô đâu rồi? Bây giờ nó hơi delay tí. Đây, cô mở quá trời, rồi sắp hết giờ nữa. Đây. Cái login button cô lấy cái anh này luôn, trực tiếp cái login button này luôn. Đây. Ha. Rồi, cô thay bằng anh này. À, tất nhiên khi thay bằng anh này á thì các bạn phải phải add cái component là login button vào thôi. Đấy, trên anh này anh có luôn các bạn nhá, login manager nó có luôn là cái login button. Nó có luôn của cái React Native này nha, nó có sẵn luôn. Chạy thử nhá. Đâu rồi? Đây. Thấy chưa lốc? À nó login rồi, bây giờ nó đã ở trạng thái login thì nó bây giờ chuyển thành lốc out. Bây giờ có lốc out nó hỏi có lốc out không? À ok, lốc out thì nó chuyển thành lốc login Facebook. Thì bây giờ login lại nè. Đấy. Ok, cái này nó tích hợp sẵn, thành ra là các bạn không cần phải viết lại code, không cần phải gì hết. Nó dùng sẵn cái của nó luôn. Đó, các bạn tiếp tục. Đấy. Nó chuyển thành logout. Rồi lỗi. Can file variable access token. À, cô dùng cái access token, cái anh này mà chưa khai báo. Access token cái này cũng của anh này luôn mà cô dùng cô chưa khai báo hay là lỗi. Được chưa? Hết lỗi được chưa? Ok. Được chưa? Đã xong phần login. Rồi có sau có tí cô sẽ gửi cái document cho các bạn là nhớ nhắc cô nha là các bạn có thể share tài liệu rồi các bạn có thể share cái link. Giả sử cái này là share nè. Share nè. Đúng không? Share link. Đây. Share link. Ok. Thì tao dùng cái share dialog. Thì cái này cũng là một cái component của anh này. Đúng không? Component của anh này. Đấy. Ok. Rồi. Thì đó là cái phần hướng dẫn của buổi hôm nay. Cũng hết giờ rồi. Thì về cũng mong các bạn làm thành công. Nếu mà lỗi thì ta lại hỏi tiếp. Đúng không? Đấy. Chuyện mà các bạn làm lỗi là bình thường, giống như cô làm cũng lỗi thôi, quá bình thường. Cho nên là các bạn lỗi các bạn phải hỏi liền nhá. Ok. Bye.